Chính thức là lúc 14 giờ 6 phút ngày hôm nay, ngài Nguyễn Hồng Thao, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Malaysia đã điện thoại trực tiếp cho tôi thông báo về là kết quả cuộc họp báo của Thủ tướng Malaysia buổi trưa hôm nay và có những nội dung có liên quan, trong đó có 3 nội dung mà chúng ta có thể quan tâm. Thứ nhất là ngài Thủ tướng Malaysia có thông báo là chính thức là dừng tìm kiếm tại khu vực Biển Đông. Thứ hai là cái máy bay này có khả năng là có thay đổi đường bay ở cái vị trí mất tín hiệu mà chúng ta đã được thông báo, tôi nhắc lại. Và cái việc thay đổi đường bay này thì có nhiều khả năng do con người can thiệp. Và cái người can thiệp vào việc thay đổi đường bay là người có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn kỹ thuật về một loại máy bay Boeing 777. Cái thứ ba là nhiều khả năng máy bay bay về chuyển về hướng Tây, mà cụ thể là có thể qua phía khu vực của sa mạc Kazakhstan. Cho nên là cái hành lang tìm kiếm Malaysia dự kiến sẽ là từ Malaysia đi qua phía Thái Lan về phía khu sa mạc Kazakhstan ở phía miền Trung Á, và khu vực thứ hai là kéo về phía Indonesia. Đấy là hai cái hành lang mà Malaysia dự kiến sẽ tìm kiếm. Sau khi đã được thông báo này thì sau ngay lập tức tôi đã báo cáo với lại Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nội dung và xin ý kiến chỉ đạo. Thượng tướng đã có giao nhiệm vụ cho tôi tiếp tục nắm các thông tin tình hình, báo cáo theo cái quy định về cơ quan cấp trên của tôi và tổng hợp chuẩn bị để cho cái cuộc họp mà dự kiến tổ chức vào lúc 15 giờ. Sau đó, sau khi nhận cái ý kiến của Thượng tướng Đỗ Bá Tị thì tôi đã báo cáo Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng đã cho ý kiến như sau. Tức là đây là thông tin mà do Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, là người đại diện của Việt Nam tại Malaysia, đã thông báo. Nội dung như vậy là sẽ là chính thức, và phía Việt Nam cũng sẽ thông báo dừng cái việc tìm kiếm tại khu vực Biển Đông. Đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng là chuẩn bị lực lượng để thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm ở khu vực khác nếu như các bạn yêu cầu và theo khả năng của chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi tiếp tục là triển khai thực hiện cái cuộc họp theo quy định lúc 15 giờ, chủ trì là Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và sau khi nghe các cái cơ quan chức năng liên quan, rồi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo về những nội dung công việc đã thực hiện trong thời gian vừa qua, nhất là cái sau khi có cái thông tin này, nghe ý kiến của các Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng đã kết luận là chúng ta trên tinh thần là thông báo chính thức của bạn và ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chúng ta sẽ thông báo để cho lực lượng chúng ta dừng cái việc tìm kiếm. Nhưng lực lượng hiện nay thì vẫn đang ở tại cái vị trí mà đã triển khai để tìm kiếm, để tiếp tục là nắm thêm thông tin tình hình, đồng thời cũng là thông báo với lực lượng của các bạn có liên quan mà được cấp phép vào khu vực của Việt Nam quản lý, để phối hợp các bạn là rút về thông báo, để rút về cái vị trí ban đầu của các bạn. Sau đó thì phía Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị cơ động về cái vị trí tập kết đóng quân và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, phối hợp với lại Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, các cơ quan chức năng để triển khai cái nội dung tiếp theo. Và đối với lại lực lượng của chúng tôi ấy, thì sẽ tổ chức là rút kinh nghiệm tham gia cái nhiệm vụ tìm kiếm qua một tuần vừa qua tại khu vực mà chúng tôi quản lý trên biển, trên đất liền. Sau đó thì sẽ thông báo tiếp, báo cáo, làm cái báo cáo tổng kết cái thực hiện nhiệm vụ lên Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ. Đấy là những nội dung mà tôi xin thông báo các bạn trong cuộc họp vừa qua.